này thiện hiện chân như của pháp không nội không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của pháp không nội chân như của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của chân như, thế nào là tướng chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, cảnh giới bất tư nghỉ, để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của chân như không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của chân như chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của thánh đế khổ thế nào là tướng chân như của thánh đế tập diệt đạo để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của thánh đế khổ không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của thánh đế khổ chân như của thánh đế tập diệt đạo không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của thánh đế tập diệt đạo các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của bốn tịnh lự thế nào là tướng chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của bốn tịnh lự không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của bốn tịnh lự Chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không xanh, không diệt, cũng không trụ, không khác, mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học, để đối với tất cả Pháp, như thật rõ biết, tướng tóm lược, quảng diễn.